Có lẽ trong đời học sinh, mỗi người đều ít nhất một lần ngủ gật trong lớp, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 hiện nay, khi các lớp học trực tuyến tại nhà trở nên phổ biến. Một phần vì do môi trường, một phần vì do không có thầy cô kiểm soát. Trước thực trạng phổ biến này, một nhóm sinh viên Hàn Quốc đã phát triển phần mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo hay còn gọi là AI giúp các giáo viên phát hiện các học sinh không tập trung trong giờ học. Khi một học sinh có dấu hiệu ngủ gật trong giờ học, một cảnh báo sẽ xuất hiện và ngay sau đó Điểm tập trung của em sẽ bị hạ xuống. Ngoài ngủ gật, học sinh rời khỏi chỗ ngồi hoặc tư thế không nghiêm túc cũng bị trừ điểm. Phần mềm AI này chính là một giải pháp hữu hiệu trong thời đại lớp học trực tuyến lên ngôi. Một thay đổi 20% góc độ cho phép AI phát hiện ra đầu của học sinh bị lệch. Nếu học sinh vẫn giữ vị trí này một lúc, AI sẽ ghi nhận rằng học sinh đó đang làm việc riêng. Công nghệ AI này cũng có thể được áp dụng cho camera quan sát để tự động phát hiện các trường hợp đánh nhau và phát ra âm thanh cảnh báo. Nó có thể phân biệt được đâu là chơi đùa, đâu là tấn công với độ chính xác 96%. Dựa trên những gì tôi học được trong năm 3 về trí tuệ nhân tạo, thì giác máy tính và mạng lưới, tôi đã áp dụng những gì mình được học về cách hoạt động của các mô hình trí tuệ nhân tạo và cách sử dụng chúng. Đánh giá được tầm quan trọng của ngành công nghiệp phần mềm và AI, chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu sẽ hỗ trợ cho 64 trường đại học phát triển phần mềm trong năm 2025, đồng thời hy vọng sẽ hỗ trợ hơn 410.000 sinh viên trong lĩnh vực này.